thưa cộng đoàn phụng vụ, lễ hiện xuống hôm nay kết thúc mùa phục sinh. Chúng ta hãy nhìn lại những bước mà phụng vụ đã dẫn chúng ta đi qua. Đức Giêsu đã nhập thể sống với loài người, người đi khắp nơi rao giảng tin mừng, rồi người chịu nạn chịu chết, nhưng người đã sống lại và lên trời. Hôm nay người sai Chúa Thánh Thần đến để thánh hóa loài người. Như thế, Chúa Thánh Thần là đứng hoàn tất chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa tuôn đổ đầy tràn Thánh Thần xuống trên mỗi người chúng ta. Hôm nay, hòa vào niềm vui chung của toàn thể giáo hội mừng trọng thể lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, dòng tên Việt Nam hân hoan cử hành thánh lễ tuyên khấn lần đầu cho 13 tập sinh sau một thời gian được thâu nhận và tử luyện nơi tập viện Thánh Tâm dòng tên. 2 năm tập là thời gian để các tập sinh đào sâu kinh nghiệm về Chúa, về dòng và về chính mình. Ngang qua linh thao, tự thuật của Thánh Y Nhã, hiến pháp dòng tên, đời sống cộng đoàn, các cuộc tử luyện trong và ngoài tập viện, các giờ thiêng liêng như thánh lễ, cầu nguyện, xiết mình, đồng hành cá nhân, linh hướng, các tập sinh ước ao được hiểu biết thâm sâu về Chúa Giêsu hơn, để yêu mến Chúa hơn và theo Chúa hơn. Nhờ có được tình yêu cá vị với Chúa, tình yêu đối với giáo hội, với dòng, các tập sinh dần xác tín về lời mời gọi bước theo Đức Kitô nghèo khó, khiêm nhường, vác thập giá, chịu sỉ nhục, cũng như nhận thấy mình được tự do hơn trong việc đáp lại lời mời gọi tham dự vào căn tín, sứ mạng hiến tế của Đức Kitô với tư cách là một người Giêsu hữu trong tương lai. Trong tâm tình đó, giờ đây xin mời cộng đoàn đứng để bước vào thánh lễ.
cả anh chị em và hồn cha. Kính thưa quý cha đồng tế, kính thưa cộng đoàn phục vụ, mặc dù đã có lời chào phục vụ nhưng con vẫn muốn có một tâm tình trước khi dùng kinh lễ hôm nay. Trước hết, thay mặt tình dòng, con kính chào quý cha về trên, quý cha ở các nơi đã vì yêu mến dòng tên nên đã về đây hiện dân thánh lễ kính Chúa Thánh Thần, cũng như là dân thánh lễ để cầu nguyện cho 13 khấn sinh của dòng chúng con ngày hôm nay tuyên khấn lần đầu, cũng là tuyên khấn trọn đời trong dòng tên. Thay mặt tình dòng, tôi cũng có lời chào đến tất cả quý ông bà cố, quý ân thân nhân, quý khách mời và tất cả cộng đoàn đang hiện diện ở nơi đây. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và xin quý vị cũng thêm lời cầu nguyện cho 13 tân khấn sinh cũng như cho dòng tên có ơn Chúa đủ để có thể chu toàn sứ mạng Chúa trao phó, cũng như là giáo hội tin tưởng và trao phó cho dòng tên. Xin quý vị hiện lời cầu nguyện cùng với lại tất cả anh em đồng tên, cũng như đặc biệt là cầu nguyện cho các tân sinh như này. Ở đây, trước khi dân thanh lễ, thì ý lễ này là những ý lễ rất đặc biệt. Ý thứ nhất là cầu nguyện cho linh hồn Luce, thân phụ của tân khấn sinh Phêrô Nguyễn Văn Quỳnh. Rồi thứ hai là cầu nguyện cho linh hồn Luce và Anna, thân phụ và thân mẫu của tân khấn sinh Luce Nguyễn Đại Nguyên. Cầu cho các ân nhân của các tập viện, của tập viện dòng tên. Và giờ đây chúng ta xin Chúa thứ tha những thứ sót lỗi lầm và dâng lên Chúa những ý nguyện của tất cả chúng ta. Tôi phu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi nói rằng vì vậy tôi xin nước bà Maria trong đời đồng chinh các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúng con
Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hóa giáo hội ngay từ buổi sơ khai và sai đi rao giảng tin mừng cứu độ. Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con lại xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện và tuôn đổ ơn Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trú cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài đọc thứ nhất tường thuật việc Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm lễ ngũ tuần. Vâng lời căn dặn của Đức Giêsu phục sinh, các tông đồ tụ họp trong nhà tiệc ly để chờ đợi điều Người đã hứa. Trong ngày lễ ngũ tuần, Đức Giêsu thực hiện lời hứa ấy. Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên các tông đồ dưới hình lưỡi lửa. Lưỡi tượng trưng cho lời nói, lửa tượng trưng cho tình yêu và lòng nhiệt thành. Nhờ Chúa Thánh Thần, các tông đồ đã nhiệt thành rao giảng tin mừng làm chứng cho Đức Giêsu. Xin mời cộng đoàn cùng lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tụ ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đổ xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Lúc đó tại Jerusalem có những người Do Thái sùng đạo từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt, thán phục và nói: những người đang nói đó không phải là người Galilê cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây có người là dân Parthia, Medi, Elam, Mesopotamia, Jude, Cappadocia, Ponto và Asia, có người là dân Phygia, Pamphylia, Ai Cập và những vùng Libya giáp giới Kyrene, nào là những người từ Roma đến đây, nào là người Do Thái cũng như người đạo theo, nào là người đạo Creta hay người Ả Rập. Vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa.
Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu đoàn kết, hiệp nhất với nhau trong Chúa Thánh Thần. Trong giáo hội sơ khai, Chúa Thánh Thần ban nhiều đặc sủng khác nhau cho các tín hữu, nhưng mọi đặc sủng đều nhằm phục vụ lợi ích chung của cộng đoàn. Vì thế, một mặt các tín hữu phải tránh chia rẽ nhau, mặt khác phải tận dụng mọi ơn ban của Chúa Thánh Thần để xây dựng thân thể giáo hội. Xin mời cộng đoàn cùng lắng nghe lời Chúa. Chúng ta đã chịu phép rửa trong một Thánh Thần khi để trở nên một thân thể. Lạy Chúa, trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto, thưa anh em, không ai có thể nói rằng Đức Giêsu là Chúa nếu người ấy không ở trong thần khí. Có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau nhưng chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự cho mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người cách là vì ích chung. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một nhưng lại nhiều bộ phận, mà các bộ phận thân thể tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất. Đó là lời Chúa.
xin cộng đàn đáp và ở cùng thầy. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạn sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi đâu? Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, ngày hôm qua thì tính dòng tên Việt Nam và đặc biệt là trường học viện Thánh Giuse dòng tên làm lễ tốt nghiệp cho các học viên của mình tốt nghiệp được triết học và thần học. Họ là những người rất là hạnh phúc sau khi đã hoàn thành một giai đoạn huấn luyện. Được gợi hứng từ đó cho nên tôi đọc cái bài chia sẻ của tôi ngày hôm nay. Lễ ngũ tuần, ngày lễ Chúa Thánh Thần Nhật xuống, là ngày tốt nghiệp của các tông đồ. Vâng, tiếng mừng ngày lễ Chúa Thánh Thần Nhật xuống hôm nay cho chúng ta biết rằng sau khi mà Chúa Giêsu sống lại thì Chúa đã nhiều lần hiện ra với các tông đồ, và mỗi lần hiện ra như thế thì Ngài đều trao bình an rồi chào Thánh Thần. Trong bối cảnh phục sinh và bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, khi nói rằng như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em, Chúa Giêsu khẳng định một điều: chỉ dưới sự bảo trợ của Chúa Thánh Thần thì các tông đồ mới thực sự tốt nghiệp trường Giêsu, và họ có khả năng thi hành sứ vụ chứng nhân cho đấng phục sinh. Điểm chia sẻ thứ nhất là những bài học mà các tông đồ học không thuộc. Ai trong chúng ta cũng ít nhiều có kinh nghiệm về thi cử và đậu rớt khi còn tới trường. Đó cũng là kinh nghiệm của các tông đồ ở trường huấn luyện mang tên Giêsu. Là môn sinh của Chúa Giêsu, các tông đồ đã được Chúa không ngừng khai tâm mở trí để họ thoát cảnh u mê đối với nước trời. Thế nhưng họ giống như những người có mắt mà không nghe, có mắt mà không nhìn, có tai mà chẳng nghe, và giả như có nghe thì cũng chẳng hiểu. Các tông đồ đã được dạy để thủ đắc những phẩm chất phải có để có thể trở thành những người tiếp nối sứ mệnh của Thầy. Thế nhưng đâu phải bài học nào họ cũng thuộc đâu. Thật vậy, Chúa Giêsu dạy các tông đồ về đời sống cầu nguyện, và họ được khuyên là phải cầu nguyện liên lỉ. Thế nhưng khi kiểm tra trong thực tế, tất cả trong số họ đều rớt. Bởi vì như lời Chúa nói với họ: "Sao anh em lại ngủ, thức dậy mà cầu nguyện, kẻo xa chiếc cám dỗ." Vâng, Chúa Giêsu dạy các ông phải trở nên những người lãnh đạo mục vụ, phục vụ như là Chúa Giêsu, Thầy ở giữa anh em một người phục vụ. Thế nhưng mà trong thực hành thì họ vẫn tìm kiếm chức vị và ngôi thứ, đối xử với nhau bằng vị thế và quyền bính. Các ông cãi nhau sôi nổi vì xem ai là người lớn ở thứ nhất ở trong nhóm.
và họ sẵn sàng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Khi thầy trò đi ngang qua Samari và họ không được tiếp đón, thì các môn đệ nói với Chúa Giêsu: thầy có muốn con khiến lửa từ trời xuống thiêu đốt bọn chúng được không? Vâng, đấy là cái biết và cái hành của các tông đồ như thế, họ không phục bài. Rồi sau một thời gian thủ huấn thì Phêrô xem ra tỏ ra là một người có vẻ giống như là có nhiều tiến bộ ở trong tiến trình đạo luyện. Và Đức Giêsu đã hỏi: người ta nghĩ thầy về ai, là ai? Và các con nghĩ thầy là ai? Thì ông Phêrô đã thưa: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Thế nhưng mà thưa quý ông bà quý chị em, Đấng Kitô của Thiên Chúa theo như Phêrô hiểu không phải, hay là không mang cái nội dung mà đầy đủ về Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nó còn thiếu nội dung và ông tránh né cái mầu nhiệm tự hủy. Chúa Giêsu thì nói con người sẽ phải đau khổ, bị giết chết, và ngày thứ ba người sẽ sống lại. Nhưng Phêrô thì không chấp nhận được cái điều đấy. Ông khước từ tham dự vào định mệnh của Chúa Giêsu khi kéo người riêng ra và trách người. Và bài kiểm tra nặng ký ấy khiến ông Phêrô và các tông đồ bị điểm âm. Satan lùi lại đằng sau vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Một cách tương tự như thế, các tông đồ cũng không tiếp thu nổi bài học về thương khó trong hai lần loan báo sau đó. Các ông không hiểu lời đó, các ông sợ không dám hỏi lại người. Sở dĩ thế là vì Thánh Thần chưa được ban cho họ. Điểm thứ hai tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em: ngày lễ mỗi tuần, ngày lễ hiện xuống là ngày lễ tốt nghiệp của các tông đồ. Sách tông đồ công vụ cho chúng ta biết trong ngày lễ mỗi tuần thì hết thảy mọi người đang sum họp, trong đó có nhóm 11, Đức Maria cùng với những người đạo đức, họ đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Và như sách tông đồ công vụ tường thuật thì chúng ta thấy được rằng sau khi Đấng Bảo Trợ đến thì các tông đồ đã được biến đổi tận căn, và những bài học khó nuốt trước kia họ có khả năng tiêu hóa và hợp nhất trở thành của mình. Các tông đồ đã biết trên trăm cầu nguyện hơn mỗi khi cần Chúa soi sáng để quyết định một điều hệ trọng, như là chuyện ông Matthias thay thế chỗ Iscariot. Họ cầu nguyện với Chúa rằng lạy Chúa, chính Chúa thấu suốt lòng mọi người. Giữa hai người này xin chỉ cho thấy Chúa trọng ai, và biết cầu nguyện hơn, chìm sâu hơn trong cầu nguyện. Họ cầu nguyện khi bị vách hại và hướng dẫn cộng đoàn tín hữu cầu nguyện hầu đứng vững trước những thử thách. Chúng ta thấy một Phêrô trước kia sợ hãi, rồi ông Phaolô ở trong tù, họ đã chìm đắm trong lời cầu nguyện. Đó là cả một mẫu người của mẫu người thiêng liêng, của siêu nhiên và kết hiệp mật thiết với Chúa. Điều ấy không có trước khi mà Thánh Thần được ban cho họ. Trong ngày lễ mỗi tuần thì các tông đồ tiêu hóa được bài học khó nhã nhất trong tiến trình đạo luyện. Đó là bài học về sự khiêm hạ, con đường khiêm hạ và tự hủy, đến độ đánh mất chính bản thân của mình. Lúc này với ơn của Đấng bảy nguồn thì các tông đồ đã nhìn, đã thấy, đã nghe và thông suốt giáo huấn của thầy mình, sẵn sàng đón nhận sứ mệnh làm chứng. Họ hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Kitô. Điều đó trước kia chưa từng có đối với các môn đệ. Còn Phêrô thì sau ngày lễ mỗi tuần được sách công vụ tông đồ trình bày như một mẫu tông đồ hoàn hảo. Khi nhận lãnh Thánh Thần, là người trước kia từng ngăn cản thầy mình bước vào con đường thập giá, thì nay ông mạnh mẽ tuyên xưng công khai rao giảng Đấng chịu đóng đinh là Đấng Cứu Độ. Ông giúp dân tộc mình đọc lại lịch sử cứu độ để nhận ra Đức Kitô mà họ đã giết, đã treo trên thập giá, đã được Thiên Chúa tôn vinh làm Đức Chúa và là Đấng Kitô. Quả thật Phêrô là một người học rất thông minh sau khi đã nhận lãnh Chúa Thánh Thần. Các tông đồ trước kia thì run sợ,
và lần tránh có ông thì mất hết cả quần áo luôn. Trước những lần loan báo và đặc biệt ở trong biến cố mà Chúa Giêsu bị bắt, thì nay họ lại vui mừng vì được chịu khổ cùng với Đức Giêsu, khổ nhục vì danh của người đến độ như lời Thánh Phaolô nói rằng là không gì có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện lấy Đức Kitô. Dù số phận có như thế nào đi nữa, thì những là Đức Kitô được tôn vinh. Dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn vui những là Đức Kitô được rao giảng. Đó là một sự sắc tín từ bên trong, không có một áp lực nào từ bên ngoài. Từ một cái sức nội tâm ở chiều sâu, ông đã kết hiệp với Chúa và đã học được tất cả những gì thầy của ông đã huấn luyện và rao giảng, giờ trở thành chính con người của ông. Đức Giêsu trở thành lẽ sống của tất cả các tông đồ. Như lời Thánh Phaolô nói, vì đối với tôi sống chính là Đức Kitô. Như vậy Thánh Thần của Đức Giêsu phục sinh gửi đến đã phục sinh tất cả các tông đồ, đã dẫn các tông đồ đi vào sự thật. Sự thật mà chính Đức Giêsu đã loan báo trước kia, họ không có khả năng kham nổi, gánh nổi và đón nhận. Giờ đây với ơn của Đấng bảy mùa, họ đã trở thành người tông đồ đích thực. Có thể nói rằng ngũ tuần là ngày lễ tốt nghiệp của các tông đồ. Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ là bước theo Chúa Giêsu vác thập giá. Vâng, thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay 13 tục sinh đồng tên tuyên khấn lần đầu cam kết tự hiến mình hoàn toàn cho Thiên Chúa, bước theo Đức Giêsu qua việc tuân giữ 3 lời khuyên tin mừng. Như Thánh Y Nhã và các bạn đầu tiên, các thầy khao khát bước theo Chúa Giêsu, Đức Giêsu vác thập giá để phục vụ vinh quang Thiên Chúa và hạnh phúc của con người. Bước theo Đức Giêsu vác thập giá. Vâng, thưa quý ông bà anh chị em, tại sao có một điểm nhấn ở đây là nhắc đến Đức Giêsu vác thập giá? Không biết các dòng khác thì như thế nào, các dòng đang hiện diện ở đây như thế nào, nhưng Đức Giêsu vác thập giá đã hiện ra với Thánh Y Nhã và các bạn đầu tiên để nhận Thánh Y Nhã và các bạn đầu tiên trở thành bạn đường của Chúa Giêsu. Cho nên đó là lý do chúng tôi gọi là ân gọi của chúng tôi là bước theo Đức Giêsu vác thập giá, tự thực hành khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục vì mục đích tông đồ. Đó là những nét đặc trưng của người Giêsu hay là của các tu sĩ dòng tên. Tôi coi đây là yếu tố lõi, và tôi cũng đã nói với lại 13 tập sinh đang ở đây, đó là cái bộ kit tức là cái bộ dụng cụ để thẩm định những cái phẩm tính của người tu sĩ dòng tên. Nếu họ muốn biết rằng là mình đã theo Chúa Giêsu vác thập giá như thế nào, hãy trở lại bộ kit với những phẩm tính mà tôi vừa nêu ở trên. Đó chính là bộ dụng cụ để có thể thẩm định căn tính hay phẩm tính chiều sâu không thể thiếu nơi người Giêsu hữu. Các thầy trong 2 năm lập sự có thể nói đã sống với kinh nghiệm của Phêrô và các tông đồ ngày xưa, hân hoan vì được gọi nhưng lại hẹp hòi ở trong hiến dâng và phục vụ, ý thức sự cao đẹp của sứ mạng nhưng lại bị níu kéo bởi những giá trị tầm thấp của đất, cuộc chiến của thịt và thần ở nơi họ cứ âm ỉ và giằng co như thế. Khi thì xuôi về thiện, lúc thì ngã về tà. Đó là một cái sự giằng co ở trong suốt 2 năm nhà tập. Bạn thấy cả biến cố và cố của thầy Nguyên, và bắt đầu nên thầy Nguyên đứng lên một xíu để thuận bằng thầy. Bà cố đã nhận được tin là con được thánh, đi khoe làng xóm rằng tôi sẽ chuẩn bị đi lấy thánh của con tôi, nhưng đùng một cái Chúa gọi về và về. Vâng, nó cũng có những thách đố, có những cái giằng co như thế. Và bây giờ có những lúc chắc là thầy sẽ hiểu sau biến cố rằng tại sao Chúa lại làm như thế. Chúng ta đôi khi không hiểu vậy, nó có những sự giằng co như vậy. Có lúc thì là xuôi về thiện rồi ngã về tà, có những lúc thì thánh thiên nhưng mà có lúc thì rất là tầm thấp của đất mà thôi ở trong đời sống của mình. Và sống với thực tại như thế
để tìm cái bền vững giữa những cái thực tại mau qua, đó là đời tu. Và là giữa những cái thực tại mau qua ấy tìm ra con đường Chúa gọi để phục vụ Chúa, phục vụ anh chị em của mình. Và khi ý thức về sự nghiêm ngả như thế của mình, nhưng mà vẫn có lòng khao khát mãnh liệt theo Chúa Giêsu quá thật dễ. Lời tuyên khấn của các thầy hôm nay tôi nghĩ như trung tâm tình của Phêrô đối với thầy. Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Có những lúc Phêrô khẳng định rằng con yêu mến thầy hơn những người khác. Có những lúc Phêrô khẳng định rằng con yêu mến thầy mà. Có những lúc Phêrô khẳng định rằng con sẽ dùng võ lực để bảo vệ thầy. Thế nhưng rồi ông thấy được rằng chỉ có mở ra với Chúa thì ông mới có thể có được tình yêu trọn vẹn của Chúa yêu ông, và ông có khả năng để yêu Chúa. Khi mở toang cõi lòng như thế để được Chúa yêu thương dạy dỗ và yêu Chúa như mình là, Phêrô đã thực sự tốt nghiệp trường đào tạo Giêsu bằng lời tuyên bố của chính thầy của ông: hãy theo thầy. Và lúc đó ông trở nên một người vấn đề đích thực, một người tông đồ. Các thầy tuyên khấn hôm nay cũng khao khát một sự hội nhất hay một lễ tốt nghiệp như vậy trong hành trình tu luyện của mình, là nên đồng hình đồng dạng với Đấng đã yêu thương gọi mình. Chúng ta chia sẻ niềm vui với các thầy trong ngày tuyên khấn, và xin Chúa Thánh Thần của Chúa Giêsu phục sinh hoàn tất công trình của người, công trình ơn gọi đã được khởi sự nơi các thầy. Kính mời cậu bạn cùng đứng, chúng ta cùng xin quý vị. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình là vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha, từ Chúa muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng. Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, vừa sinh ra mà không phải được tạo thành. Cầu nguyện thế ơi Chúa Cha, nhớ người mà muốn vẫn được bảo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Để quan xét kẻ sâu
anh chị em thân mến, hòa chung tâm tình trong ngày lễ Chúa Thánh Thần Nhật xuống và niềm vui hân hoan của đồng tên khi có thêm 13 tân tấn sinh, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời cảm tạ và nguyện xin. Cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và Giáo Hội. Ngay từ buổi đầu thành lập, dòng tên đã lập mình phục vụ Đức Kitô và Giáo Hội, hiền thê của Người, dưới quyền vị kế nhiệm Thánh Phêrô, để được Ngài sai đi bất cứ nơi nào, làm vinh danh Chúa hơn và lợi ích các linh hồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thổi bùng lên trong Giáo Hội ngọn lửa nhiệt thành loan báo tin mừng của Đức Giêsu cho thế giới hôm nay. Xin Chúa ban cho Đức Thánh Cha Phanxicô đầy tràn bình an, sức mạnh và ơn khôn ngoan của Thánh Thần, để Ngài có thể chăn dắt đoàn chiên mà Chúa Giêsu đã giao phó. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Cầu nguyện cho cha bề trên cả và dòng, qua việc khai sinh dòng tên, Chúa đã thương thắp lên ngọn lửa phục vụ trong lòng mỗi Giêsu hữu. Xin Chúa đói thương giữ gìn ngọn lửa đó được sống động và cháy mãi, để dòng nhỏ bé này có thể trao ban hơi ấm và ánh sáng cho mọi người. Chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho cha bề trên cả. Xin Chúa ban cho Ngài được ơn sức khỏe và ơn khôn ngoan của Thánh Thần, để Ngài có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề mà Chúa đã giao phó. Xin cho Ngài được luôn kết hợp với Chúa trong cầu nguyện cũng như trong mọi hoạt động. Ngõ hầu, qua Ngài, toàn thân dòng được dự phần nhiều hơn vào những ân sủng của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Cầu nguyện cho ân nhân và thân nhân. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì Người đã đói thương ban cho dòng tên những vị ân nhân và thân nhân đầy lòng nhiệt thành và quảng đại. Các vị ấy luôn đồng hành và trợ giúp dòng trong mọi thời điểm và mọi hoàn cảnh, đặc biệt khi dòng phải đối mặt với những khó khăn, thách đố của đời sống sứ mạng. Xin Chúa tiếp tục tuân đổ hồn phúc xuống trên các vị ân nhân và thân nhân của dòng, những người còn đang sống cũng như những ai đã qua đời. Xin Chúa cho các ngài được hưởng dồi dào ơn bình an và ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, để nhờ vào những hy sinh và công phó các ngài dành cho dòng, dòng tiếp nối sứ mạng hòa giải và chữa lành của Chúa Giêsu trên trần gian. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu nguyện cho các tân khấn sinh và tập sinh. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các tân khấn sinh. Xin Chúa giúp các tân khấn sinh giữ mãi ngọn lửa yêu mến và trung thành, sống những đoan nguyện trong suốt hành trình làm bạn đường của Chúa Giêsu. Cũng xin Chúa thương chúc lành cho từng tập sinh, để họ có thể luôn nỗ lực trung thành trong hành trình đào luyện nhằm khám phá và sống lời mời gọi đích thực của Chúa dành cho họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Mà chúng con thành kính dâng lên và xin giúp chúng con biết hết lòng phụng thờ Cha với tinh thần con thảo, để mọi người trên khắp thế giới nhờ những công việc tốt đẹp chúng con làm mà sống nhận biết Cha là đấng nhân hậu yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
Anh chị em ơi, cầu nguyện lấy lê của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi về với tay Cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng ta cùng hoàn về đôi thánh người. Lạy Chúa, xin thực hiện lời hứa của Thánh Tử Giêsu Kitô mà Thư Thánh Thần đến, giúp chúng con thấu hiểu mọi nhiệm nghi lễ và hướng dẫn chúng con tới chân lý vẹn toàn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo, và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, để hoàn thành mọi nhiệm vượt qua. Hôm nay Cha đọc ban Chúa Thánh Thần cho những người đã được Cha nhận làm nghĩa tử, nhờ kết hợp với con một Cha. Chính trong ngày khai sinh hội thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho tất cả chúng dân nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại để họ tuyên xưng cùng một đức tin. Vì thế toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và không ngừng tôn ngô rằng: Lạy Chúa, xin như đến hồi thánh Chúa đang rộng khắp hoàng giàu,
sẽ kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Giuse, Đức Cha Phụ ta Luis Sung Con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn Giuse, Giuse và Anna, các linh hồn của các ân và thân nhân của tỉnh dòng chúng con. Chúa đã gọi họ ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tu tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cha hết thầy được bảo hương ân sang tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa Cụ Thê và theo thế thức người dạy, chúng ta gian nguyện rằng sống được bình an. Nhờ Chúa động lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi hiểm loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tôi, chúng con xin nhìn đến Đức Tin của Hội Thánh Chúa. Xin loài thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp chất cho Thánh Y Chúa, Chúa hàng sông và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chiêm thiên chúa nên đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc.
thiên liên chúa. Xin mời cộng đoàn ngồi. Sau đây là nghi thức tuyên khấn. Sau 2 năm nhà tập với các kỳ thử luyện, trước khi được nhận làm học viên chính thức của dòng, hôm nay các tân khấn sinh sẽ tuyên khấn với chính Thiên Chúa, chứ không với một ai khác, sẽ chọn đời sống tiết tịnh, khó nghèo, vâng phục cùng với lời hứa gia nhập dòng và suốt đời sống trong dòng. Xin cộng đoàn cùng hiệp thông với các tân khấn sinh. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, con là Francisco Xavier Phan Gia Khuê. Dù hoàn toàn bất xứng trước nhan thánh Chúa, nhưng trông cậy vào lòng thương xót vô biên của Chúa và vì khao khát muốn được phục vụ Chúa, nên trước mặt Đức Trinh Nữ Maria rất thánh và cả triều thần Thiên Quốc, con xin khấn cùng Chúa chọn đời sống khó nghèo, khiết tịnh và tuân phục trong dòng tên. Con cũng xin hứa sẽ gia nhập và sống suốt đời trong dòng này, và con hiểu mọi điều ấy theo hiến pháp dòng. Vậy nhờ máu thánh Đức Giêsu Kitô, con ngài xin Chúa vì lòng từ ái vô biên, đón nhận của lễ này như hương thơm ngào ngạt, và vì Chúa đã cho con được ao ước cùng thực hiện việc dâng hiến này, xin Chúa cũng ban cho con ân sủng dồi dào để con hoàn tất lễ toàn thiêu ấy. Thủ Đức, tại nhà nguyện học viện dòng tên, ngày 31 tháng 5 năm 2020. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, con là Stefano Trần Hòa Hưng. Dù hoàn toàn bất xứng trước nhan thánh Chúa, nhưng trông cậy vào lòng thương xót vô biên của Chúa và vì khao khát muốn được phục vụ Chúa, nên trước mặt Đức Trinh Nữ Maria rất thánh và cả triều thần Thiên Quốc, con xin khấn cùng Chúa chọn đời sống khó nghèo, khiết tịnh và tuân phục trong dòng tên. Con cũng xin hứa sẽ gia nhập và sống suốt đời trong dòng này, và con hiểu mọi điều ấy theo hiến pháp chồng. Vậy nhờ máu thánh Đức Giêsu Kitô, con nài xin Chúa vì lòng từ ái vô biên, đoái nhận của lễ này như hương thơm ngào ngạt, và vì Chúa đã cho con được ao ước cùng thực hiện việc dân hiến này, xin Chúa cùng ban cho con ân sủng dồi dào để con hoàn tất lễ toàn thiêu ấy. Thủ Đức, tại nhà nguyện học viện dòng tên, ngày 31 tháng 5 năm 2020. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, con là Gioan Bosco Trịnh Thái Sơn. Dù hoàn toàn bất xứng trước nhan thánh Chúa, nhưng trông cậy vào lòng thương xót vô biên của Chúa và vì khao khát muốn được phục vụ Chúa, nên trước mặt Đức Trinh Nữ Maria rất thánh và cả triều thần Thiên Quốc, con xin khấn cùng Chúa chọn đời sống khó nghèo, khiết tịnh và tuân phục trong dòng tên. Con cũng xin hứa sẽ gia nhập và sống suốt đời trong dòng này, và con hiểu mọi điều ấy theo hiến pháp dòng. Vậy nhờ máu thánh Đức Giêsu Kitô, con nài xin Chúa vì lòng từ ái vô biên, đón nhận của lễ này như hương thơm ngào ngạt, và vì Chúa đã cho con được ao ước cùng thực hiện việc dâng hiến này, xin Chúa cũng ban cho con ân sủng dồi dào để con hoàn tất lễ toàn thiêu ấy. Thủ Đức, tại nhà nguyện học viện dòng tên, ngày 31 tháng 5 năm 2020. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, con là Giuse Phạm Văn Trung. Dù hoàn toàn bất xứng trước nhan thánh Chúa, nhưng trông cậy vào lòng thương xót vô biên của Chúa và vì khao khát muốn được phục vụ Chúa, nên trước mặt Đức Trinh Nữ Maria rất thánh và cả triều thần Thiên Quốc, con xin khấn cùng Chúa trong đời sống khó nghèo,
khiết tịnh và tuân phục trong dòng tên. Con cũng xin hứa sẽ gia nhập và sống suốt đời trong dòng này, và con hiểu mọi điều ấy theo hiến pháp dòng. Vậy nhờ máu thánh Đức Giêsu Kitô, con nài xin Chúa vì lòng từ ái vô biên đón nhận của lễ này như hương thơm ngào ngạt, và vì Chúa đã cho con được ao ước cùng thực hiện việc dâng hiến này, xin Chúa cũng ban cho con ân sủng dồi dào để con hoàn tất lễ toàn thiêu ấy. Thủ Đức, tại nhà nguyện học viện dòng tên, ngày 31 tháng 5 năm 2020. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, con là Giuse Nguyễn Đại Nguyên. Dù hoàn toàn bất xứng trước nhan Thánh Chúa, nhưng trông cậy vào lòng thương xót vô biên của Chúa, và vì khao khát muốn được phục vụ Chúa, nên trước mặt Đức Trinh Nữ Maria Đức Thánh và cả triều thần Thiên Quốc, con xin khấn cùng Chúa trọn đời sống khó nghèo, khiết tịnh và tuân phục trong dòng tên. Con cũng xin hứa sẽ gia nhập và sống suốt đời trong dòng này, và con hiểu mọi điều ấy theo hiến pháp dòng. Vậy nhờ máu thánh Đức Giêsu Kitô, con nài xin Chúa vì lòng từ ái vô biên đoái nhẫn của lễ này như hương thơm ngào ngạt, và vì Chúa đã cho con được ao ước cùng thực hiện việc dâng hiến này, xin Chúa cũng ban cho con ân sủng dồi dào để con hoàn tất lễ toàn thiêu ấy. Thủ Đức, tại nhà nguyện học viện dòng tên, ngày 31 tháng 5 năm 2020. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, con là Phêrô Nguyễn Văn Quynh. Dù hoàn toàn bất xứng trước nhan Thánh Chúa, nhưng trông cậy vào lòng thương xót vô biên của Chúa, và vì khao khát muốn được phục vụ Chúa, nên trước mặt Đức Trinh Nữ Maria Đất Thánh và cả triều thần Thiên Quốc, con xin khấn cùng Chúa trọn đời sống khó nghèo, khiết tịnh và tuân phục trong dòng tên. Con cũng xin hứa sẽ gia nhập và sống suốt đời trong dòng này, và con hiểu mọi điều ấy theo hiến pháp dòng. Vậy nhờ máu thánh Đức Giêsu Kitô, con nài xin Chúa vì lòng từ ái vô biên đón nhận của lễ này như hương thơm ngào ngạt, và vì Chúa đã cho con được ao ước cùng thực hiện việc dâng hiến này, xin Chúa cũng ban cho con ân sủng dồi dào để con hoàn tất lễ toàn thiêu ấy. Thủ Đức, tại nhà nguyện học viện dòng tên, ngày 31 tháng 5 năm 2020. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, con là Giuse Nguyễn Tuấn Ninh. Dù hoàn toàn bất xứng trước nhan Thánh Chúa, nhưng trông cậy vào lòng thương xót vô biên của Chúa, và vì khao khát muốn được phục vụ Chúa, nên trước mặt Đức Trinh Nữ Maria Đất Thánh và cả triều thần Thiên Quốc, con xin khấn cùng Chúa chọn đời sống khó nghèo, khiết tịnh và tuân phục trong dòng tên. Con cũng xin hứa sẽ gia nhập và sống suốt đời trong dòng này, và con hiểu mọi điều ấy theo hiến pháp dòng. Vậy nhờ máu thánh Đức Giêsu Kitô, con nài xin Chúa vì lòng từ ái vô biên đón nhận của lễ này như hương thơm ngào ngạt, và vì Chúa đã cho con được ao ước cùng thực hiện việc dâng hiến này, xin Chúa cũng ban cho con ân sủng dồi dào để con hoàn tất lễ toàn thiêu ấy. Thủ Đức, tại nhà nguyện học viện dòng tên, ngày 31 tháng 5 năm 2020. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, con là Phêrô Nguyễn Ngọc Long.
dù hoàn toàn bất xứng trước nhan thánh Chúa, nhưng trông cậy vào lòng thương xót vô biên của Chúa và vì khao khát muốn được phục vụ Chúa, nên trước mặt Đức Trinh Nữ Maria rất thánh và cả triều thần thiên quốc, con xin phấn cùng Chúa trọn đời sống khó nghèo, khiết tịnh và tuân phục trong dòng tên. Con cũng xin hứa sẽ gia nhập và sống suốt đời trong dòng này, và con hiểu mọi điều ấy theo hiến pháp dòng. Vậy nhờ máu thánh Đức Giêsu Kitô, con nài xin Chúa vì lòng từ ái vô biên, đoái nhận của đền này như hương thơm ngào ngạt, và vì Chúa đã cho con được ao ước cùng thực hiện việc dâng hiến này, xin Chúa cũng ban cho con ân sủng dồi dào để con hoàn tất lễ toàn thiêu ấy. Thủ đức tại nhà quyền học viện dòng tên, ngày 31 tháng 5 năm 2020. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, con là Phêrô Nguyễn Văn Thủ, dù hoàn toàn bất xứng trước nhan thánh Chúa, nhưng trông cậy vào lòng thương xót vô biên của Chúa và vì khao khát muốn được phục vụ Chúa, nên trước mặt Đức Trinh Nữ Maria rất thánh và cả triều thần thiên quốc, con xin khấn cùng Chúa trọn đời sống khó nghèo, khiết tịnh và tuân phục trong dòng tên. Con cũng xin hứa sẽ gia nhập và sống suốt đời trong dòng này, và con hiểu mọi điều ấy theo hiến pháp dòng. Vậy nhờ máu thánh Đức Giêsu Kitô, con nài xin Chúa vì lòng từ ái vô biên, đoái nhận của lễ này như hương thơm ngào ngạt, và vì Chúa đã cho con được ao ước cùng thực hiện việc dâng hiến này, xin Chúa cùng ban cho con ân sủng dồi dào để con hoàn tất lễ toàn thiêu ấy. Thủ đức tại nhà nguyện học viện dòng tên, ngày 31 tháng 5 năm 2020. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, con là Gioan Bautista hoàng Lê Công Đức, dù hoàn toàn bất xứng trước nhan thánh Chúa, nhưng trông cậy vào lòng thương xót vô biên của Chúa và vì khao khát được muốn được phục vụ Chúa, nên trước mặt Đức Trinh Nữ Maria rất thánh và cả triều thần thiên quốc, con xin khấn cùng Chúa chọn đời sống khó nghèo, khiết tịnh và tuân phục trong dòng tên. Con cũng xin hứa sẽ gia nhập và sống suốt đời trong dòng này, và con hiểu mọi điều ấy theo hiến pháp dòng. Vậy nhờ máu thánh Đức Giêsu Kitô, con nài xin Chúa vì lòng từ ái vô biên, đón nhận của lễ này như hương thơm nào ngạt, và vì Chúa đã cho con được ao ước cùng thực hiện việc dâng hiến này, xin Chúa cũng ban cho con ân sủng dồi dào để con hoàn tất lễ toàn thiêu ấy. Thủ đức tại nhà nguyện học viện dòng tên, ngày 31 tháng 5 năm 2020. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, con là Gioakim Phạm Văn Ngữ, dù hoàn toàn bất xứng trước nhan thánh Chúa, nhưng trông cậy vào lòng thương xót vô biên của Chúa và vì khao khát muốn được phục vụ Chúa, nên trước mặt Đức Trinh Nữ Maria rất thánh và cả triều thần thiên quốc, con xin khấn cùng Chúa trong đời sống khó nghèo, khiết tịnh và tuân phục trong dòng tên. Con cũng xin hứa sẽ gia nhập và sống suốt đời trong dòng này, và con hiểu mọi điều ấy theo hiến pháp dòng. Vậy nhờ máu thánh Đức Giêsu Kitô, con nài xin Chúa vì lòng từ ái vô biên, đoái nhận của lễ này như hương thơm ngào ngạt, và vì Chúa đã cho con được ao ước cùng thực hiện việc dâng hiến này, xin Chúa cũng ban cho con ân sủng dồi dào để con hoàn tất lễ toàn thiêu ấy. Thủ đức tại nhà nguyện học viện dòng tên,
ngày 31 tháng 5 năm 2020. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, con là Đa Minh Trần Đăng Khoa, dù hoàn toàn bất xứng trước nhan Thánh Chúa, và vì khao khát muốn được phục vụ Chúa, nên trước mặt Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh và cả triều thần Thiên Quốc, con xin khấn cùng Chúa, trọn đời sống khó nghèo, khiết tịnh và tuân phục trong dòng tên. Con cũng xin hứa sẽ gia nhập và sống suốt đời trong dòng này, và con hiểu mọi điều ấy theo hiến pháp dòng. Vậy nhờ máu thánh Đức Giêsu Kitô, con nài xin Chúa vì lòng từ ái vô biên, đón nhận của lễ này như hương thơm ngào ngạt, và vì Chúa đã cho con được ao ước cùng thực hiện việc dâng hiến này, xin Chúa cũng ban cho con ân sủng dồi dào để con hoàn tất lễ toàn thiêu ấy. Thủ Đức, tại nhà nguyện Học viện Dòng Tên, ngày 31 tháng 5 năm 2020. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, con là Đa Minh Teresa Lê Bảo Lộc, dù hoàn toàn bất xứng chức nhan Thánh Chúa, nhưng trông cậy vào lòng thương xót vô biên của Chúa, và vì khao khát muốn được phục vụ Chúa, nên trước mặt Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh và cả triều thần Thiên Quốc, con xin khấn cùng Chúa, trọn đời sống khó nghèo, thiết tịnh và tuân phục trong dòng tên. Con cũng xin hứa sẽ gia nhập và sống suốt đời trong dòng này, và con hiểu mọi điều ấy theo hiến pháp dòng. Vậy nhờ máu thánh Đức Giêsu Kitô, con nài xin Chúa vì lòng từ ái vô biên, đón nhận của lễ này như hương thơm ngào ngạt, và vì Chúa đã cho con được ao ước cùng thực hiện việc dâng hiến này, xin Chúa cũng ban cho con ân sủng dồi dào để con hoàn tất lễ toàn thiêu ấy. Thủ Đức, tại nhà nguyện Học viện Dòng Tên, ngày 31 tháng 5 năm 2020. Sau khi tuyên khấn lần đầu, tên các tân khấn sinh sẽ được ghi vào sổ danh bạ dòng với ngày tháng năm tuyên khấn, cùng bản viết lời khấn sẽ được giữ lại để luôn luôn có thể đem ra làm chứng mà tôn vinh Thiên Chúa là Chúa chúng ta hơn. Nghi thức dức lễ chỉ dành cho người Công giáo, những ai không phải là người Công giáo xin vui lòng không lên dức lễ. Về việc dức lễ, xin quý cha đồng tế dức lễ tại chỗ, xin các tân khấn sinh dức lễ dưới hai hình, xin cộng đoàn phụng vụ dưới hình bánh. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, cho rộng ban cho giáo hội những hồng ân cao cả là thần khí và bánh bơi trời. Xin bảo toàn ơn Chúa tặng ban để thần khí Chúa luôn tác động mạnh mẽ trong đời sống chúng con. Và bánh bơi trời ban sinh lực chúc cho người thế đạt tới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời cộng đoàn ngồi. Tiếp theo đây là nghi thức trao thánh giá khấn. Hình ảnh Đức Kitô vác thập giá đã trở thành nguồn hứng khởi và niềm khao khát của mọi Giê-xu hữu trong hành trình ơn gọi cũng như trong sứ mạng của họ. Hôm nay, cùng với việc tuyên khấn, các tân khấn sinh sẽ nhận lấy thánh giá như một lời nhắc nhở về hình mẫu mà anh phải phấn đấu mỗi ngày để trở thành. Anh được mời gọi để trở nên người chiến sĩ chiến đấu dưới cờ thập giá của vua Giê-xu. Đấng đã tỏ bày tình yêu của mình cho nhân loại qua cái chết và sự phục sinh của mình. Nhận lấy thánh giá, các tân khấn sinh cũng phải cố gắng đi theo con đường ấy của Giê-xu. Vì như thế, anh mới có thể trở thành chứng nhân cho tình yêu hiến tế của người. Giờ đây, xin kính mời cha giáo tập trao thánh giá khấn cho các tân khấn sinh. So với lại các dòng khác khi tổ chức lễ khấn vào buổi chiều như thế này. Và có nhiều lý do khiến chúng con tổ chức thánh lễ vào buổi chiều này khác với những năm trước. Thứ nhất là lý do về sự giới hạn do Covid gây ra. Thứ hai là chuyển đổi năm học từ tháng 5 sang tháng chuyển đổi năm học từ tháng 5, tháng 6 và tháng 9, rồi chuyển đổi thời gian là vào nhà tập từ tháng cuối tháng 5 ngày hôm nay sang ngày 31 tháng 7. Cho nên rồi cộng với cơ sở đang có một cái sự chuyển đổi khác thường, cho nên khiến cái việc tổ chức thánh lễ ngày hôm nay trở nên đơn sơ giản dị hơn và cũng có phần khó khăn hơn cho tất cả quý cha rồi tất cả quý vị ở đây. Thay mặt đỉnh rằng chúng con hết lòng cảm ơn tất cả quý cha hiện diện ở đây, cũng như là quý cha không thể đến những hiệp thông của chúng con trong lời cầu nguyện. Chúng con cũng cảm ơn tất cả công đoàn tu sĩ hiện diện ở đây vì tình thương mến đối với đặng tên và đặc biệt là liên đới trong đời sống thanh hiến. Cho nên là quý vị tu sĩ đã hiện diện như là một sự khích lệ lớn lao cho 13 tập sinh rất là còn trẻ đối với lại nhà chúng con ở đây. Chúng con xin hết lòng cảm ơn. Kính thưa quý ông bà cố, những gì hay, những gì tốt quý ông bà cố đã dành để chúc cho quý cha trong nhà dòng, tôi thay mặt cho
tỉnh dòng cũng như quý cha quý thầy, gần 270 thầy, gần 270 quý cha quý thầy ở trong tỉnh dòng, xin hết lòng tạ ơn quý bà cố đã dành món quà quý nhất cho dòng tên. Dòng tên vẫn còn chỗ để nhận những món quà quý nữa nếu ông bà cố muốn dân tặng, chúng còn sẵn sàng. Nhưng mà như quý bà cố và ông đại diện mới nói, đây là bước khởi đầu của một giai đoạn mới. Vẫn có những lúc ngả nghiêng, có những lúc xuôi về thiện, nhưng mà cũng có lúc ngả về tà. Cho nên lời cầu nguyện của quý bà cố và sự nâng đỡ của bà cố vẫn rất cần thiết trong cái hành trình trở nên người công đồ của Chúa. Có thể tốt nghiệp được trong trường của Giê-xu thì chúng con cũng rất là cần lời cầu nguyện cũng như hỗ trợ của quý bà cố. Kính thưa quý khách cũng như là quý ân nhân và thân nhân với nhà dòng, nói mãi chắc cũng không có thừa, bởi vì lòng biết ơn thì không bao giờ có thể diễn tả hết. Đó là tấm lòng của chúng con đối với này tất cả quý vị, dù rằng đó là một cái lời cầu nguyện âm thầm hay là một cái hành động yêu thương âm thầm, không ai biết, nhưng Chúa biết và Chúa chuyển cái đó, chuyển sức mạnh đó đến cho 13 tân khấn sinh cũng như là 270 thành viên ở trong nhóm chúng con. Chúng con vẫn cần tất cả những cái sự hỗ trợ thiêng liêng về thiêng liêng cũng như vật chất cũng như tất cả mọi cái sự nâng đỡ khác nhau. Chúng con hết lòng cảm ơn quý ân và thân nhân cũng như quý khách hiện diện trong thánh lễ hôm nay. Một lần nữa thay mặt tỉnh dòng con xin cảm ơn tất cả. Xin mời cùng bằng đứng chúng ta nhận phép lành trọn vẹn. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Xin Thiên Chúa là Cha sự sáng đấng đã thương ban Thánh Thần bao trợ để soi sáng lòng tri các môn đệ, ban cho anh chị em được thương phúc lành của Ngài và luôn được tràn đầy ân huệ của cùng một Thánh Thần. Xin ngọn lửa đã xuất hiện cách lạ lùng trên các môn đệ, tẩy sạch tâm hồn anh chị em khỏi mọi sự dơ và làm cho tâm hồn anh chị em được tràn đầy ánh sáng của ngọn lửa ấy. Xin đừng đỡ đoai thương kết hợp nhiều ngôn ngữ khác nhau để tuyên xưng một đức tin duy nhất, làm cho anh chị em được kiên vững trong cùng một đức tin. Và nhờ đức tin ấy, xin Ngài ban cho anh chị em đi từ cảnh trong đời đến chỗ được nhìn thấy Chúa nhãn tiền. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah.